Xin chào cả nhà đang xem kênh của Bình Lê Vlog 86 nhé. Ngày nay là em đi sáng sớm ra, mới sáng sớm ra. Đi tính để cắt hoa, nhưng mà vườn hoa gần hết rồi nhé. Đó. Ai cần hoa thạch thảo tím hay là thạch thảo trắng, các loại hoa tươi của Đà Lạt thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0356 216 186 để đặt hoa nhé, và giống hoa của thạch thảo nhé. Và cả nhà xem kênh nếu yêu thích và mến kênh của em thì muốn xem nhiều video khác về cuộc sống của người nông dân trồng hoa màu của Lâm Hà, Lâm Đồng, Đà Lạt thì đăng ký kênh và ấn like ủng hộ em nhé. Bây giờ là đó, em sẽ quay review cho mọi người xem là nhà vườn cắt hoa thạch thảo như thế nào nhé, và cắt nó ra làm sao nhé. Vườn hoa này cắt gần hết rồi. Đây nhé, đây là cây hoa thạch thảo này. Này, lá chân này cả nhà. Em không chỉ bán hoa mà em còn bán cả giống của hoa thạch thảo trắng, thạch thảo tím, Hoàng Anh và Tú Cầu Hướng Dương nhé. Ai cần thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0356 216 186 nhé, để đặt hàng nhé. Đó. Đó. Đây cả nhà này. Sau khi hoa nó lên như thế nhé, thì cả nhà cắt cái phần hoa đi, còn lại cái phần gốc này cắt tịt xuống đất nhé. Cắt càng tịt xuống đất thì cái mầm của nó lên càng cao nhé. Đó. Nên là mọi người chú ý là cắt hoa là cắt càng tịt thì cây hoa nó lên càng tốt nhé. Đó. Bây giờ đây.